chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Ngày hôm nay thì Anna xin nói đến một loại trái rất là đặc biệt, đó là trái dưa hấu trong quá trình mang thai của chúng ta. Có nhiều thông tin cho rằng là chúng ta nên ăn dưa hấu, cũng có nhiều thông tin lại cho rằng là thai phụ không nên ăn dưa hấu. Vậy thì chúng ta nên tin vào thông tin nào đây? Anna sẽ cung cấp một số những cái thông tin cơ bản, sau đó rồi bạn sẽ tự lựa chọn cho bản thân mình nhé. Đầu tiên, dưa hấu là một loại quả mà có nhiều vào mùa hè và nó là có tính mát chứ không phải là tính nóng. Bạn cần phải hiểu về tính của dưa hấu đã. Tuy là dưa hấu có tính mát nhưng mà dưa hấu lại có cái màu đỏ, cho nên nó cũng là một loại quả khá là cân bằng. Màu đỏ nó lại là biểu thị của tính dương. Nó cũng là một cái rất là hay. Dưa hấu cũng được bảo vệ ở bên trong một cái lớp vỏ khá là dày, màu xanh như thế này. Và với cái cách như thế này thì trừ trường hợp là người ta tiêm thuốc vào thôi, chứ còn bình thường thì dưa hấu cũng khá là an toàn. Và dưa hấu là một cái loại quả đặc sản của miền nhiệt đới của chúng ta. Ở những cái nước mà có khí hậu nóng thì chúng ta mới có những cái trái dưa hấu thơm ngon như thế này. Cho nên rằng bạn thấy đấy, dưa hấu rất là phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam chúng ta. Vậy thì chúng ta có nên ăn dưa hấu không? Khẳng định là bà bầu có thể ăn dưa hấu nhé. Dưa hấu nó sẽ mang lại cái tác dụng gì cho bà bầu? Trước tiên á, khi bà bầu ăn dưa hấu thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng bị thiếu nước, bởi vì hơn 90% trong dưa hấu là nước. Đồng thời nó cũng làm giảm cái cảm giác khó chịu vào buổi sáng. Ai đã mang thai thì đều biết rằng là cứ sáng ra là mình có một cái cảm giác nôn nao khó tả, một cái cảm giác cứ như là người mình là người đi mượn ấy, chứ không phải là của mình á. Thì dưa hấu có thể giúp bạn là giảm đi cái cảm giác đấy. Dưa hấu cũng là một loại quả được xếp vào là alkaline food, tức là những cái thực phẩm có tính kiềm, cho nên là nó sẽ giúp mình cân bằng lại và giảm được cái chứng ợ nóng của chúng ta. Đồng thời á, khi mà mình ăn dưa hấu á, thì nó còn giúp cho chúng ta giảm cái tình trạng mà bị phù nề tích nước. Bởi vì bản thân dưa hấu rất là mát, cho nên là nó sẽ kích thích lợi tiểu nhiều hơn, nó làm cho nước tuần hoàn tốt hơn, và như vậy thì nó không bị tích giữa các cái mô của chúng ta. Khi mà bạn uống nhiều những cái nước bình thường á, thì cái nước bình thường của chúng ta, Anna không nói đến cái nước kiềm nhé. Nước kiềm và nước có phân tử nhỏ thì khả năng hấp thu vào tế bào rất là cao. Nhưng đa phần nước uống của chúng ta thì có thể nó ở những cái dạng mà phân tử lớn, hoặc là nó không có tính kiềm. Và khi mà phân tử lớn thì nó sẽ không hấp thu được ngay vào tế bào, mà nó sẽ đi ra các mô. Và như vậy thì nó sẽ làm cái tình trạng phù nề của cái thai phụ, đặc biệt là trong cái 3 tháng cuối, nó nặng nề hơn. Thế còn khi mà bạn sử dụng các cái loại rau củ quả và trái cây có nhiều nước, thì cái nước ở trong những loại rau củ quả và trái cây đó nó lại có cái tính liên kết sẵn rồi, và nó rất dễ hấp thu bởi vì nó đã được liên kết sẵn ở trong tự nhiên, trong cùng giữa phân tử nước của dưa hấu hay bất kể các cái loại quả khác với tất cả những cái phân tử khác ở bên trong tế bào, thì nó đã được liên kết sẵn rồi. Cho nên rằng là nó sẽ thuận lợi hơn và dễ hấp thu hơn cả là nước lọc của chúng ta nữa đấy. Thêm một cái lợi ích nữa của dưa hấu là trong dưa hấu, ngoài cái việc là có hơn 90% là nước, thì hàm lượng đường trong dưa hấu cũng khá là cao. Và chính bởi cái hàm lượng đường ở trong dưa hấu nó cao, và nó lại là đường tự nhiên, nó không quá cao đến mức độ mà làm cho bạn bị tiểu đường thai kỳ. Trong trường hợp bạn không, đương nhiên bạn không thể ăn cả trái được rồi, trái này là khoảng 4 cân đúng không ạ? Mình sẽ ăn những miếng khoảng từ 100g cho đến 300g cho một bữa, hoặc là mình có thể chia ra thành 2-3 bữa gì đó. Thế thì khi bạn ăn như vậy thì cái lượng đường tự nhiên này nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lại và bổ sung cái năng lượng cho chúng ta. Đồng thời một lợi ích khác của dưa hấu là trong dưa hấu, ngoài cái việc có hơn 90% là nước, nó còn có một cái lượng đường tự nhiên. Chính lượng đường tự nhiên này nó sẽ giúp cho mình có thể bù đắp lại những cái năng lượng thiếu hụt do cái quá trình trao đổi chất của chúng ta là của hai người chứ không phải là của một người. Trong dưa hấu cũng có đầy đủ các cái vi khoáng như là vitamin nhóm A, nhóm C, nhóm B, đặc biệt là vitamin B6. Ngoài ra là những cái khoáng chất như kali và magie sẽ giúp cho sự phát triển của hệ thần kinh, thị giác, trí não và cả hệ miễn dịch của trẻ nữa. Vì thế cho nên rằng là khi em bé đang ở trong bào thai thì mình nên ăn dưa hấu, và ngay cả cái việc là khi em bé mà đã được sinh ra rồi mình vẫn có thể cho bé ăn dưa hấu được. Đấy là một loại quả rất là tốt. Một cái đặc điểm nữa là trong dưa hấu có một cái chất
chống oxy hóa, những cái phytochemical vô cùng quý giá chỉ có ở thực vật thôi. Động vật của chúng ta không có những cái phytochemical như thế này, gọi là lycopene. Nếu so với cà chua thì dưa hấu còn có cái lượng lycopene nhiều hơn là ở trong cà chua nữa. Và cái lượng lycopene này là một trong những chất chống oxy hóa được biết đến là có tác động vô cùng mạnh mẽ. Ăn thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta trẻ hóa này, phòng chống những cái bệnh mãn tính này, phòng chống ung thư này. Đấy là người bình thường. Thai phụ, đương nhiên là thai phụ cũng sẽ có được những cái lợi ích đó từ cái lycopene ở trong dưa hấu rồi. Đồng thời trong những người ta đã có những nghiên cứu là nếu như mà có nhiều lycopene thì lycopene có thể hạn chế được những cái trường hợp mà bị tiền sản giật. Cho nên rằng là bạn cũng có thể cân đối ăn dưa hấu. Cách ăn như thế nào thì là đủ ạ? Bạn biết đấy, dưa hấu dù sao cũng là một loại thực phẩm mà có tính đường khá là cao. Cho nên rằng là mình không thể nào ăn cả trái được. Nhắc lại là mình sẽ một tuần ăn khoảng 3 bữa. Và mỗi bữa mình ăn khoảng từ... xin lỗi, là một tuần ăn khoảng 3 lần. Và mỗi lần mình ăn có thể là từ 100 đến 300 gram và mình có thể chia thành từ 1 cho đến 3 bữa tùy mình, được chưa? Và mình nhớ rằng là mình cần phải luân phiên dưa hấu với các cái loại quả khác, bởi vì là mỗi loại quả thì có một cái lợi ích khác nhau, mỗi nhóm thực phẩm thì có một lợi ích khác nhau. Cũng như là nước mía vậy, nước mía cũng rất là tốt, nhưng mà chúng ta lại cũng không thể nào sử dụng nước mía như là một cái thực phẩm mà chủ chốt mỗi ngày. Dưa hấu cũng vậy, dưa hấu cũng rất là tốt, nhưng mình cũng không thể sử dụng nó như là một thực phẩm chủ chốt mỗi ngày được. Vậy thì bạn có biết là tại sao lại có những cái thông tin là dưa hấu thì không nên ăn trong khi mang thai hay là gì không? Anna sẽ chia sẻ với bạn một số điều nhé. Nhưng mà trước khi mà chia sẻ thì Anna muốn kiểm tra xem là cái trái dưa hấu này nó có ngon hay không, để Anna giúp bạn, hướng dẫn bạn tìm cái trái dưa hấu ngon. Đây, trước tiên ấy, trước khi mà nói đến cái phần 2, mình làm phần này trước nhé. Khi mà bạn tìm dưa hấu á, thì bạn hãy tìm cái loại dưa hấu mà cuống nó đang còn tươi như thế này này, nó đang còn nhiều nước. Mình không cần phải ăn dưa hấu héo đâu. Như ở Hà Nội có một loại trái cây là bưởi diễn thì lại phải héo mới ngon. Đấy. Khi mà bạn vỗ trái dưa hấu, bạn thấy không ạ? Nó có cái tiếng bộp bộp như thế. Và nếu mà bạn nhớ là mua dưa hấu cũng mua của người quen. Khi mà bạn bổ dưa hấu ấy để cho có tăng cái cảm giác thơm ngon thì mình sẽ bổ ở những cây lằn màu xanh nhá, thì nó sẽ giấu được hạt đi và mình sẽ có cảm giác là nó ngon hơn, bởi vì chúng ta ăn cả bằng thị giác nữa, đúng không ạ? Nhất là đối với những cái trường hợp mà ngén ngẩm này, những cái trường hợp mà đang khó chịu trong người này, thì nếu mà nhìn một cái miếng dưa hấu thơm ngon trông rất là đẹp thì đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy ăn vào chúng ta cũng sẽ đẹp như miếng dưa hấu. Bạn sẽ ăn cái dưa hấu mà có hạt, chứ mình không nên chọn cái loại dưa hấu không hạt nhé. Anna đã chia sẻ trong rất nhiều những cái clip trước thì cũng cùng chung một quan điểm thôi. Anna thích sử dụng những cái loại thực phẩm có hạt là bởi vì nó thuận theo tự nhiên. Có sinh thì phải có diệt. Nếu như mà có chết, ăn đi là chết, thì lại phải có những cái hạt sinh ra để tạo ra sự sống. Như vậy thì nó mới giúp cho chúng ta cân bằng về mặt giới tính, cân bằng về mặt âm dương và cân bằng với cả tự nhiên. Chúng ta sử dụng quá nhiều những cái loại thực phẩm mà biến đổi gen thì một ngày đẹp trời nào đấy chúng ta sẽ không biết được là chúng ta có khả năng sinh nở nữa hay không. Bởi vì cũng như những trái dưa hấu không hạt, nó đâu có hạt để mà có thể sinh sản, thì bản thân chúng ta ăn những cái thứ mà không thể sinh sản, có khả năng là chúng ta sẽ không có thể sinh sản được, hoặc là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của chúng ta. Đồng thời là trong tất cả những cái loại thực phẩm mà biến đổi gen thì nó rất dễ làm rối loạn cái hệ thống hormone của chúng ta. Mình cũng không muốn là mình sinh ra những em bé, và nam cũng không biết là nam hay nữ. Đương nhiên giới tính là nó tùy thuộc vào con mình rồi, mình cũng không thể can thiệp được vào điều đó. Nhưng nếu mình có thể chuẩn bị cái gì tốt nhất thì mình sẽ chuẩn bị chứ, đúng không ạ? Cho nên bạn hãy chọn những loại thực phẩm có hạt và hãy ăn những loại dưa hấu có hạt. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bổ cái trái dưa hấu này xem nó ngon nhá. Và chúng ta, như đã nói, chúng ta cùng quay lại những cái lý do và những cái trường hợp mà thai phụ không nên ăn dưa hấu. Nếu như mà thai phụ đang bị những cái triệu chứng cảm thì do dưa hấu có tính hàn, tức là tính lạnh, cho nên có khả năng nó sẽ làm cho những cái triệu chứng cảm của chúng ta dai dẳng hơn. Khi bạn bị cảm thì bạn đừng nên ăn dưa hấu, ngay cả khi bình thường bạn cũng không nên ăn. Và dưa hấu có tính hàn cho nên là chúng ta càng không nên ăn nó ướp lạnh.
Và bạn cũng không nên ăn khi mà đã bổ ra và để ở bên ngoài quá lâu. Thứ nhất là khi mà bổ trái dưa hấu ra và để hoặc là bạn bổ trái gì cũng vậy thôi, bạn để quá lâu thì nó cũng sẽ bị oxy hóa mất. Và như vậy thì khi mà mình ăn vào nó cũng cái khả năng mà bị nhiễm khuẩn do là mình bảo quản. Dưa hấu nó cũng là một cái loại mà rất là dễ lên men. Anna đã từng làm những cái chai nước ép dưa hấu cho khách á. Và tức là mình làm xong nha, mình để vào trong ly, mình để ở bên ngoài chỉ khoảng tầm hơn một tiếng thôi, khách uống khách đã nói là bị chua rồi. Thế là mình lại nghi ngờ là cái trái dưa hấu của mình bị làm sao cơ. Nhưng mà không phải, do có thể là trong cái quá trình lên men của nó rất là nhanh và mình bị như vậy. Cho nên là bạn không nên cắt dưa hấu để lâu. Tốt hơn hết là bạn hãy mua cái trái dưa hấu nào vừa ăn thôi và cắt ra để cả nhà cùng ăn. Hoặc có thể chia cho hàng xóm cũng được, đúng không ạ? Đằng nào thì nó cũng cần phải được ăn hết và cần phải được ăn nhanh. Cái trường hợp thứ hai mà bạn không nên ăn dưa hấu đấy là khi mà bác sĩ nói rằng là bạn có những triệu chứng của tiểu đường thai kỳ. Dưa hấu vẫn là một trong những cái loại quả mà có cái chỉ số đường huyết cao. Và với chỉ số đường huyết cao như vậy thì những cái đối tượng mà đang muốn trong cái hành trình giảm cân hoặc là đang bị tiểu đường thì mình không được ăn. Tuy nhiên, nếu như mà bạn ép dưa hấu và trộn mix với một số những cái loại rau củ quả khác mà theo một cái tỷ lệ nhất định, như Yobo cũng có một công thức, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng. Đây mình đang nói thiên về đồ tươi và ăn như thế nào cho an toàn. Thì thai phụ nhớ rằng nếu mình bị tiểu đường thai kỳ thì mình không được ăn dưa hấu. Rồi nếu như mà bạn bị trứng thận yếu, thì bởi vì dưa hấu nó có tính hàn, nếu bây giờ bạn bị trứng thận yếu, bạn sẽ hay bị đi tiểu đêm này, rồi nó sẽ làm cho thận của bạn lạnh hơn, nó lại còn chứa rất là nhiều nước nữa, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đấy của bạn nó thêm trầm trọng. Trong những cái lúc như thế này thì mình lại cũng không nên ăn dưa hấu. Nữa là nếu bạn bị rối loạn tiêu hóa, trong cái lúc rối loạn tiêu hóa thì mình lại cần phải có những cái thực phẩm ấm nóng giữ ấm cho cơ thể, thì dưa hấu nó lại có tính hàn, cho nên nó đi ngược lại với điều đó. Lúc này bạn cũng không nên ăn dưa hấu, đặc biệt là trong quá trình mà bạn đang mang thai. Và một cái cuối cùng là đối những với cái nhiệt miệng á, thì như Anna có nói á, nhiệt miệng thực chất là một cái sự nghịch khí. Nghịch khí tức là nhẽ ra khí nóng thì phải ở dưới, khí mát thì phải ở trên, nhưng mà trong cơ thể chúng ta nó bị nghịch khí, do đó nó bị nhiệt miệng. Và đã bị nhiệt miệng như vậy thì mình phải ăn những cái gì để cho cái khí nóng nó chuyển được xuống dưới để nó ấm cái thận, thì mình sẽ hết nhiệt và phía trên nó mát. Thế bây giờ mình lại ăn dưa hấu thì nó lại có tính quá mát, nó dẫn xuống thận và nó lại càng làm cho thận bị lạnh, thì càng làm cho cái triệu chứng nhiệt miệng của mình nó trầm trọng hơn. Cho nên bạn phải quan sát thật kỹ. Có những thứ nó không phải là cứ mình đang nóng mà ăn mát vào thì nó sẽ mát đâu. Những cái lúc mà bạn bị nhiệt miệng như vậy thì bạn nên uống nước ấm này, bạn nên nếu mà bạn không mang thai bạn nên sử dụng thêm một chút gừng nữa, nhưng bởi vì bạn đang mang thai cho nên là bạn cứ uống nước ấm thôi. Hoặc là có thể là bạn sẽ ăn trong cái món canh của mình thì có thể bạn cho thêm một chút tiêu. Nếu bạn ăn canh chua bạn cho thêm một chút ớt thì nó sẽ dẫn được cái nóng xuống bên dưới và nó sẽ làm cho cái tình trạng nhiệt của mình nó nhanh hết hơn. Rất là đơn giản đúng không ạ? Mà nhiều người lại không biết. Nhiều người không biết là chính do thói quen ăn uống của mình làm cho nghịch khí và mình bị nhiệt. Và đó chính là những cái trường hợp mà bạn không được ăn dưa hấu. Bạn nhớ rằng là dưa hấu đã có tính hàn rồi, nên là mình tuyệt đối mình tránh cái việc mình ướp lạnh nó để mình ăn. Như vậy mình rất dễ bị đau bụng, được không ạ? Mình cứ ăn bình thường thôi, nó đã rất là mát, cái tính của nó rất là mát so với cơ thể của mình rồi. Và như vậy là Anna đã cung cấp cho các bạn những cái thông tin về dưa hấu, và Anna tin chắc rằng kết hợp với những kiến thức mà bạn đã có thì bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho thai kỳ của mình. Bạn nhớ rằng là dưa hấu vẫn là một cái thực phẩm rất là tuyệt vời, và hãy sử dụng nó một cách thông minh để có thể tận dụng được những ưu điểm của nó và tránh nó ra trong những trường hợp mà dưa hấu không phù hợp nhé. Xin chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh. Hãy like, hãy share, hãy giúp Anna chia sẻ cái video này vào những hội nhóm mà có nhiều người bà bầu đang mang thai, hoặc là có nhiều người đang muốn tìm hiểu để sinh em bé. Xin hãy đăng ký vào kênh YouTube của Yobo và hãy rung chuông để có nhận được thông báo mỗi khi mà Yobo ra video clip mới. Xin cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ Yobo trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.